Hello everyone, I'm Hiếu Ngô from You Speak English và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của You Speak. Hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái cụm mà người Mỹ, người bản xứ hay sử dụng ở trong văn bản giao tiếp nè. Khi text message với họ, nếu các bạn có bạn người bản xứ thì người ta sẽ dùng cái ngôn ngữ này rất là nhiều. Nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu ở trong ngữ cảnh nó có nghĩa là gì cả. Đơn giản đó là do tiếng Anh chúng ta được học ở trong nhà trường, trong sách vở, trong giáo trình, không có ai dạy thứ này cho các bạn. Nhưng khi các bạn xem phim và các bạn ra bên ngoài giao tiếp thực tế với người bản xứ thì người ta sẽ sử dụng rất nhiều. Nhưng nó sẽ gây ra confuse cho chúng ta nếu như chúng ta không hiểu những từ này, đúng không nào? Nên là hôm nay mình sẽ bày cho các bạn tất cả là 6 cụm, 6 từ liên quan tới trong giao tiếp hàng ngày cũng như là trong văn bản sử dụng hàng ngày của người bản xứ người ta hay sử dụng theo thói quen của họ luôn đó. Nhưng mà mình không hiểu nó là nghĩa gì cả. Mà nếu mấy bạn có tách nó ra riêng để mấy bạn xem nó có nghĩa là gì ta, hoặc là mấy bạn dịch sát nghĩa thì mấy bạn cũng không hiểu được nghĩa của nó là gì luôn. Mấy cái cụm này nó hay vậy đó. Nên là bây giờ mình sẽ bày cho các bạn nhé. Và nếu các bạn xem video của mình và thấy nó hữu ích thì hãy subscribe kênh, ấn vào nút chuông và học với bọn mình mỗi ngày. Nhận video livestream của bọn mình mỗi ngày trên kênh YouTube luôn. Hầu như ngày nào cũng có livestream hết mấy bạn ơi. Ok, chỉ trừ chủ nhật thôi. Ok, nhớ subscribe nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụm đầu tiên nhé. Cụm số 1, ballpark. Ballpark. Ball là trái bóng đúng không? Park là công viên đúng không? Nhưng không được dịch là trái bóng ở trong công viên. No. Cụm này có nghĩa là gì? Nó được dùng để đo lường một cái thứ gì đó. This is used as a measure of something. Nó là một đơn vị để đo lường một thứ gì đó. Mình lấy ví dụ nè. I had to give my boss a ballpark figure because I didn't know for sure. Tôi phải đưa ra một cái con số án chừng, ước chừng cho sếp của tôi vì tôi không biết chắc chắn lắm là nó là bao nhiêu. Ok, so ballpark figure có nghĩa là một con số án chừng, ước chừng. You don't know for sure. Bạn không biết chắc chắn nó là bao nhiêu cả. So the ballpark figure, con số ước chừng, con số án chừng, không biết chắc nó chính xác là bao nhiêu. Ok, chúng ta đến với ví dụ số 2 cho từ này nha. The ballpark figure for the cost of this villa is $5 million. Con số ước chừng về giá trị của căn biệt thự này là $5 triệu. Ok, hai ví dụ. Các bạn nhớ học xong từ nào thì hãy dừng video lại, đặt câu thử với cụm mà mình vừa học được nhé các bạn ơi. Vì đó là cách duy nhất để các bạn có thể ghi nhớ được các cụm này và đưa nó vào trong việc sử dụng ngôn ngữ nói cũng như ngôn ngữ viết của các bạn nhé. Còn nếu các bạn chỉ xem qua không thôi thì các bạn sẽ rất là khó nhớ đó và không sử dụng được luôn. Quan trọng của việc học tiếng Anh và việc học từ vựng tiếng Anh đó là việc chúng ta phải đưa vào việc áp dụng được cho 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn thấy nó và hiểu thôi nhưng chúng ta không nói được nó ra và không nghe cũng không hiểu được nó thì cuối cùng đó là cái quá trình học của chúng ta nó bị cong cóc, đúng không nào? Ok, chúng ta sẽ sang cụm số 2, cũng liên quan tới trái bóng luôn. Behind the eight ball. Behind the eight ball. Không có dịch là phía sau quả bóng số 8 nhé. Nhưng mà quả bóng số 8 ở trong môn chơi bia, eight ball, là cái quả cuối cùng mà người ta sẽ bắn vào trong lỗ, đúng không? Người ta sẽ thụt vào trong lỗ. Và nếu cái quả số 8 đó nó lỡ bay vào lỗ sớm hơn thì người chơi sẽ bị thua. Nên họ thường tránh cái điều đó xảy ra. Nên cái cụm behind the eight ball nó xuất phát từ cái chuyện này. Nên cụm từ này có nghĩa là trong một tình huống khó khăn, trong một cái thế mà rất là bất lợi cho cái người đó thì chúng ta sẽ dùng là behind the eight ball. Ok, so you are in a very difficult situation. It means that you are behind the eight ball. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ nha. He has not studied all term and now he's behind the eight ball. Anh ấy không học hành gì cả suốt cả một học kỳ nên bây giờ anh ấy gặp khó khăn đấy. Ok, yes. Nói lại nha. He has not studied all term and now he's behind the eight ball. Ví dụ số 2. We are behind the eight ball. Chúng ta đang rơi vào tình huống khó khăn rồi đấy. We are behind the eight ball. Ok. Và ví dụ số 3. She is a bit nervous because she is behind the eight ball on the project. Cô ấy rất là hồi hộp bởi vì cô ấy gặp khó khăn ở trong dự án này. Ok, vậy các bạn nhớ nhé, là someone to be behind the eight ball có nghĩa là người đó đang rơi vào tình huống bất lợi, tình huống vô cùng khó khăn. Ok, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cụm số 3, từ số 3. Flake. Flake. Chắc nhiều bạn sẽ biết snowflake có nghĩa là bông tuyết. Không, nhưng trong trường hợp này từ flake is someone who generally makes plans with you, promises to do something with you or for you, but they never seem to follow through.
Những người này là những người thường không đáng tin cậy. Họ thường hứa rất là nhiều. Họ kêu là họ sẽ làm cái này cho bạn, hoặc là họ làm cái này với bạn. Họ hứa đi chơi với mấy bạn ở Đà Lạt. Họ cùng lập plan đồ lung tung cả lên, nhưng cuối cùng là họ bung keo, họ thất hứa. Họ là một người không hề đáng tin cậy. Thì các bạn hãy sử dụng từ flake để mô tả người này nha. Mình lấy ví dụ nè. Michael promised to go out with me, but he never showed up last night. He is a flake. Và đây là danh từ, các bạn nhớ nhé. He is a flake. Michael hứa là ra ngoài, hẹn hò đi chơi với tôi vào tối hôm qua, nhưng mà anh ta không có mặt. Anh ấy đúng là cái đồ đáng, không đáng tin cậy mà. Đúng là hay bùng kèo thiệt á mà. Ok. So Michael promised to go out with me, but he never showed up last night. He is a flake. Ví dụ số 2. She always makes excuses to not keep the promises. She has a tendency to be a flake. Cô ấy hay lý do lý trấu lắm cho những cái việc mà mình hứa mà mình không làm. Cô ấy đúng là có xu hướng trở thành cái người hay thất hứa mà. Các bạn nhớ tránh chuyện này nha, đừng có để ai kêu mình là a flake. Có nghĩa là cái người rất không đáng tin cậy hay bùng kèo lắm đó, ai cũng sợ và tránh hết nha. She always makes excuses to not keep her promises. She has a tendency to be a flake. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3. I bet he won't go anyway. He is notorious for being a flake. Tớ cá là anh ta không có đi đâu, ảnh có tiếng luôn là cái kẻ hay bùng kèo mà. Ok, I bet he will not go anyway. Or I bet he won't, will not, viết tắt là won't go anyway. He is notorious for being a flake. Ok, anh ấy nổi tiếng, có tiếng luôn là cái kẻ hay bùng kèo. Bây giờ chúng ta sẽ sang cụm số 4. For the birds. For the birds, liên quan tới chim. Ok, whatever you are talking about is useless, not worth consideration or unimportant. It means that for the birds. Tất cả những cái thứ mà bạn nói ra hoặc là bạn làm nhưng mà nó không hề quan trọng, không có giá trị, hoặc là nó dở tệ luôn, thì thành ngữ này nó xuất phát từ cái việc đó là những cái người hay đi cho chim ăn, nhưng mà cho những cái thứ là bỏ đi, rác rưởi hay là xác động vật chết, là những cái thứ mà ok, chim khi mà nó ăn như vậy cũng rất là tội cho nó. Thì cái cụm này xuất phát từ đó. For the birds. For the birds. Vậy thì khi các bạn thấy người bản xứ người ta sử dụng ở trong các tình huống thì các bạn hiểu chuyện này có nghĩa là một cái gì đó rất là không có giá trị, không quan trọng, hoặc là dở tệ. Mình lấy ví dụ nhé. Some students think that homework is for the birds. Nhiều học sinh, nhiều sinh viên nghĩ rằng bài tập về nhà thì không hề quan trọng. Thay vì nói là unimportant, các bạn có thể dùng đó là is for the birds. Được chưa? Rồi, ví dụ số 2. This meeting is for the birds. Buổi họp này đúng là không có quan trọng gì cả. Okay, this meeting is for the birds. It's not important. Okay, rồi. Okay, chúng ta sẽ sang cụm số 5 của video này. Đó là John Hancock. John Hancock. Đây là tên thật của một người Mỹ luôn nha các bạn, ở trong quá khứ đấy. Và it means that your signature. Có nghĩa là nó có nghĩa là chữ ký của các bạn. Chữ ký của các bạn. Nên người ta hay dùng cụm này đi cùng với put someone's John Hancock on. Có nghĩa là ký tên của bạn vào nơi nào đó, vào tài liệu nào đó, vào văn bản nào đó, hoặc là vào cái đơn gì đó. John Hancock, Hancock là cái chữ ký rất là nổi tiếng trong cái thời thực hiện cuộc cách mạng ở Mỹ. Và chữ ký của ông được biết đến rất là to và dễ đọc trong cái bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ, nên nó đi vào dấu ấn của người Mỹ luôn. Và họ sử dụng từ này để thể hiện đó là cái signature, có nghĩa là cái chữ ký của một người nào đó. Nên từ này sẽ được dùng như sau. Mình lấy ví dụ. I had to put my John Hancock on the papers. I had to put my John Hancock on the papers. Là tôi phải ký tên vào trong giấy tờ. Ok? Rồi. Once you put your John Hancock on this contract, you will be the proud owner of a brand new house. Một khi mà bạn đã ký vào cái hợp đồng này rồi, bạn sẽ trở thành một cái vị chủ đầy tự hào của cái ngôi nhà hoàn toàn mới này. Ok? Yes. So, các bạn có thể sử dụng ha. Put someone John Hancock on something. Có nghĩa là ký chữ ký của ai đó lên cái gì đó. Nhớ nha. Ok, tới cụm số 6 nha các bạn. Jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon. Someone who wants to join in on the fun and be a part of what is going on.
Jump on the bandwagon có nghĩa là một cái thành ngữ mà họ hay sử dụng để nói về cái hành động của một người nào đó hoặc là một đám đông nào đó mà thích theo trào lưu, những cái gì mà đang rất thịnh hành và đang rất là được ưa chuộng ở trên thị trường, ok, trong xã hội rất là được thịnh hành và đám đông người ta làm cái chuyện đó rất là nhiều, thì chúng ta cũng jump on the bandwagon, có nghĩa là bạn chạy theo đám đông, hoặc là get on the bandwagon cũng được ha, là bạn chạy theo đám đông, bạn chạy theo xu hướng, theo trào lưu, bạn follow trend, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ nhé. After some politician promised to cut taxes, others jump on the bandwagon. Sau khi một số nhà chính trị gia hứa là sẽ cắt giảm thuế, những cái ứng viên còn lại cũng làm tương tự như vậy luôn, có nghĩa là chạy theo phong trào, làm theo tương tự như vậy luôn. Ok, lại nha. After some politicians promise to cut taxes, others jump on the bandwagon. Rồi, chúng ta đến ví dụ số 2. There will always be people ready to jump on the bandwagon. Sẽ luôn có những cái kẻ mà hay sẵn sàng chạy theo trào lưu. Yes, there will always be people ready to jump on bandwagon. Rất nhiều bạn trẻ bây giờ cũng hay chạy theo trào lưu đúng không nào? Về âm nhạc, về thời trang, về những cái phương tiện giải trí chẳng hạn. Ok, rất nhiều thứ mà chúng ta chạy theo trào lưu hiện tại, đặc biệt là về fashion, về thời trang. Và các bạn có thể sử dụng những cụm này. Nếu các bạn sử dụng được thì rất hay, bởi vì khi sử dụng như vậy nó sẽ tạo ra một cái độ rất là tự nhiên và gần gũi khi giao tiếp với người bản xứ. Và các bạn nhớ nhé là hãy sử dụng những cụm này nói với những người mà đã quen với chúng ta rồi thì tốt hơn là những người mà chưa quen nhé. Còn khi mà các bạn biết những cụm này, nó sẽ mang đến cho các bạn một lợi thế nữa, đó là khi người bản xứ người ta sử dụng với các bạn trong text message, ok, khi nhắn tin, khi nói chuyện ở trong một conversation nào đó, hoặc khi làm việc với người ta, thì các bạn có thể dễ hiểu hơn nó đúng không nào. Và nếu thấy những video này hữu ích thì hãy subscribe kênh của bọn mình, ấn vào nút chuông nhớ nhé. Và các bạn nhớ nè, là khi học các cụm này xong, mình challenge các bạn, mình thử thách các bạn là hãy đặt 6 câu với 6 cụm từ mà mình vừa hướng dẫn các bạn xong xuống ở phần comment nhé, và hãy cho mình thấy kết quả của các bạn nha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của You Speak English.